Lâu lâu anh em nhà sản lấy mấy cái vòng tay bắt hồ, hiệu ứng bắt hồ để các bạn trải nghiệm vào buổi tối. Bắt hồ thì kiểu dạng giống bắt hồ buổi tối thôi. Anh em soi pin vào xem hiệu ứng bắt hồ thế nào. Khác gì? Đây các bạn này, thấy không? Bắt hồ. Có lẽ chắc khỏi dùng cái pin soi này có thể dễ dàng hơn. Có màu nhạt này, màu đậm này, đậm này các bạn này, nhìn thấy khá là rõ này. Đúng mắt hổ. Vòng tay đá mắt hổ cũng là một dạng đá dòng họ của đá Thái Anh, một dạng đá bán quý các bạn. Đây viên này cùng với dòng cùng tên mắt hổ nhưng khác nhau. Viên này khá đẹp rồi bạn. Anh em nhà sản chúc các bạn là buổi tối đầy năng lượng.